coi chùa hoài. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn, lại là Vũ Mười bên đây. Và trong video hôm nay, chúng ta lại tiếp tục trở lại với cái tựa game Gucci Town thôi mọi người. Một cái thành phố, một cái thị trấn Gucci nữa rồi. Thì mọi người biết tại sao mà tôi lại trở lại cái tựa game này không mọi người? Thì nó có một cái lý do nữa ha. Thì cái tựa game này nó cho chúng ta lấy thêm 4 cái món đồ nữa. Nhưng mà các bạn phải cần gọi là ra sức cài cuốc ha. Nói chung là làm con ong chăm chỉ đó mọi người. Thì bây giờ tôi sẽ chỉ mọi người tới cái nơi quầy bán đồ đó trước cái đã. Bây giờ thì mọi người đi theo tôi ha. Thì mọi người hãy đi tới cái chỗ gọi là một cái shop Gucci ở bên đây nè. Thì hồi nãy chúng ta đã lấy cái kính xong rồi đúng không? Bây giờ thì hãy chạy thẳng qua đây. Và video này chắc là tôi sẽ ăn tối luôn thôi mọi người. Vì mai tôi bận quá. Tôi đang set up lại cái phòng nên là cũng không có thời gian nhiều. Nên là giờ tôi quay xong rồi tôi đăng luôn mọi người. Đăng chung với lại cái video lấy cái vé máy bay đúng không ạ? Rồi, giờ thì mọi người hãy bấm vào phần URC ha. Và sau khi bấm vào xong á, thì mọi người hãy bấm vào cái mũi tên bên đây ha. Rồi, tới cái khúc này nè, mọi người thấy cái gì không? 4 cái món đồ. Và 4 cái món đồ này ta sẽ nhận được khi mà các bạn đủ một cái điểm tối đa ha. Thì các bạn xem nè, khi mà đủ 1.500 điểm thì chúng ta sẽ nhận được một cái bộ tóc. Rồi bên đây thì đủ 1.500 điểm thì chúng ta được một cái áo phông. Rồi và tiếp tục đủ 1.500 điểm thì chúng ta sẽ nhận được một cái bộ tóc màu vàng. Và bên đây 1.600 điểm thì chúng ta sẽ nhận được một cái nón màu hồng ha. Và cái cách mà để chúng ta đi kiếm cái đồng tiền nó như thế nào, cái tiền tệ nó như thế nào ha, thì bây giờ mọi người sẽ theo tôi tiếp. Rồi, mọi người hãy để ý cái phần mini game ở chỗ này nè. Mọi người nhớ không? Cái phần nãy chúng ta kết thúc cái video lấy cái kính luôn đó. Bây giờ mọi người hãy chạy lại đây ha. Và mọi người chỉ cần chơi mini game cày đến khi nào mà mọi người đủ điểm thì thôi ha. Giờ thì tôi sẽ đi vào đây thử coi xem bao nhiêu phút chúng ta sẽ vào được. Ôi, còn 1 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu cái mini game này ha mọi người. Giờ thì đợi 1 phút thôi. Rồi, nó vô rồi mọi người. Giờ nó đang chọn một cái map nào đó mọi người, một cái đấu trường. Rồi còn 14 giây nữa chúng ta sẽ vào trận đấu. Và không biết là chơi như thế nào đây. Thì mọi người chỉ cần làm con ong chăm chỉ và cài cuốc thôi, cài tới khi nào chúng ta đủ cái số điểm để mua được những cái món đồ ở trong thì thôi ha. Rồi, giờ thì làm cái gì đây? À, cái này là nhảy như Fall Guy đúng không? Người biết tựa game Fall Guy không? Thì tựa game Fall Guy là một tựa game cũng rất là hay luôn ha. Giờ thì đi thẳng lên trên kia thôi. Tôi thì dĩ nhiên là không lấy được mấy cái này rồi, vì không có thời gian nhiều không người. Toàn là mấy cái đồ thỏ bong bóng không người. Rồi đi thẳng qua luôn thôi. Sắp tới đích rồi ha. Ui. May quá. À, nhảy đúng màu zoom được. Khi mà tới nơi thì các bạn sẽ nhận được 20 cái đồng Gucci đi mọi người. Rồi, và cứ như thế thôi. Các bạn cứ cày tới khi nào mà các bạn đủ cái số điểm thì thôi ha. Rồi, tôi thì không có thời gian nhiều nên là tôi xin kết thúc video này tại đây mọi người. À mà thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like, một subscribe. Ngoài ra hãy comment bên dưới video cho tôi biết là mọi người có thích tôi làm về những cái tựa game vui nhộn, những cái tựa game hài hước đúng ha. Tôi là Vũ Mười Quên. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn có ngày tốt lành. Bye bye.